Tâm trí có sức mạnh chữa lành hay không? Liệu chúng ta có thể gây bệnh cho cơ thể qua cách chúng ta suy nghĩ không? Và ngược lại, liệu chúng ta có thể chữa lành bản thân qua tâm trí không? Chúng ta cùng lắng nghe Sadhguru chia sẻ về điều này. Câu hỏi: tôi có thể gây bệnh cho bản thân bởi cái cách mà tôi suy nghĩ, và tôi có thể chữa bệnh bằng những suy nghĩ của mình không? Sadhguru: một lần nọ, Shankaran Pillai bị bệnh lao mãn tính. Vì thế anh ấy đến gặp bác sĩ. Mừng mủ đã lâu, ngày càng bất tiện, nên anh ta mới đến gặp bác sĩ. Bác sĩ chụp X-quang và thấy những cái lỗ to trên phổi. Ông ấy nói: anh cần nhập viện ngay bây giờ và cần một cuộc phẫu thuật nhỏ. Và anh phải nằm viện ít nhất 6 tháng và chi phí là 50.000 đô la. Shankaran Pillai nói: không, không đời nào. 50.000 đô chắc chắn là tôi không có. 6 tháng, không đời nào. Tôi chỉ có thể đưa cho ông 100 đô la. Ông có thể làm được gì ngay bây giờ? Bác sĩ nhìn anh ấy, rồi nhìn tấm phim X-quang. Ông nói: vậy thì với 100 đô, tôi có thể chỉnh sửa tấm phim X-quang cho anh. Bạn có khả năng gây ra những tổn hại thể chất cho cơ thể mình, gây ra bệnh tật vì cái cách mà bạn suy nghĩ hay không? Rất có thể chứ, bởi vì bạn là một cơ thể tinh thần. Bất kỳ cái gì xảy ra trong tâm trí cũng luôn xảy ra trên cơ thể. Nhưng khi sự tổn hại đã thể hiện trên cơ thể vật lý mà cố gắng nghĩ cho nó biến mất, thì có thể chỉ là một suy nghĩ viển vông. Tôi không nói là nó hoàn toàn không thể, nhưng rốt cuộc thì bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi. Bạn đừng mạo hiểm như thế. Đúng là bạn cũng nên trợ giúp nó với quá trình suy nghĩ của mình. Nhưng không, tôi sẽ chỉ ngồi xuống và nghĩ cho nó biến mất thôi. Bạn có thể chỉ làm biến mất chính cuộc sống của mình mà thôi. Vậy nên, đừng thử những phương pháp như thế. Bệnh hay không bệnh, ốm đau hay không ốm đau, bạn không cần gì phải làm xáo trộn tâm trí mình. Bạn không việc gì phải hành hạ con người này cả. Dù bạn có bị bệnh hay không bị bệnh là một chuyện khác, nhưng đơn giản là bạn không việc gì phải hành hạ con người này. Hãy xem, nếu bây giờ tôi đuổi theo bạn với một cái bàn ủi nóng, bạn sẽ cố chạy thoát, bạn sẽ gọi sự giúp đỡ. Bạn có thể làm tất cả những việc đó. Nhưng giả sử bạn lấy cái bàn ủi nóng và dí nó vào cơ thể này, nó sẽ chạy đi đâu được? Thậm chí một đứa trẻ còn có khả năng tự vệ, đúng không? Thậm chí một đứa trẻ 5, 6 tuổi còn có vài khả năng tự vệ, đúng không nào? Nhưng cái thân thể này không có một sự tự vệ nào. Bất cứ việc vớ vẩn nào bạn làm với thân thể này, nó chỉ có thể chịu đựng mà thôi, không một lối thoát. Thế nên, việc này giống như là đang hành hạ một thai nhi bị kẹt bên trong. Giờ bạn bắt đầu chọc nó, việc này có giống như thế không? Một dạng hành hạ thô bạo nhất. Việc thô bạo nhất mà bạn có thể làm là hành hạ chính mình, vì đây là một con người hoàn toàn bất lực. Bất kỳ một người nào khác, dù họ bất lực đến mức nào đi nữa, thì họ vẫn còn có một chút tự vệ, đúng không các bạn? Một người yếu nhất có thể đâm bạn khi bạn đang ngủ say, đúng hay không? Việc này đã xảy ra, đúng không nào? Ai đó yếu ớt, bạn liên tục chọc họ. Rồi một ngày khi bạn đang ngủ, họ đến và chọc lại bạn. Họ có thể làm một việc gì đó, thậm chí một người rất yếu, thậm chí một đứa trẻ có thể làm gì đó với bạn. Nhưng cái cơ thể này thì hoàn toàn bất lực. Vậy nên, bạn không việc gì phải hành hạ con người này. Dù có ốm đau hay không ốm đau, nếu bạn đã bị bệnh rồi, nếu bạn đã đi xa đến mức ấy rồi, đến nỗi bạn đã gây tổn hại cho cơ thể, tốt hơn là nó nên được hỗ trợ bằng mọi cách có thể. Vâng, chắc chắn là bạn phải chấm dứt những việc vớ vẩn của mình. Nhưng nếu cơ thể cần thuốc, phẫu thuật, cái này, cái kia, bất cứ thứ gì cần thì phải được thực hiện. Chỉ cố gắng suy nghĩ để làm nó biến mất, bởi vì bạn đã mang nó đến qua tâm trí của mình. Đừng nghĩ rằng bạn có thể lấy nó đi bằng tâm trí của bạn. Có khả năng, tôi không nói là hoàn toàn không thể, nhưng tôi không thể nói 100% được. Nó có khả thi, nhưng bạn đừng thử những cách này.
bởi vì bạn có thể làm biến mất chính cuộc sống của mình. Khi nó vượt qua một điểm nhất định thì không ai có thể giúp bạn, đúng không nào? Thậm chí bác sĩ của bạn cũng sẽ bỏ cuộc ở một thời điểm nào đó. Những người duy nhất không từ bỏ bạn là công ty bảo hiểm. Mọi người khác sẽ từ bỏ bạn vào một thời điểm nào đó. Những người duy nhất không muốn từ bỏ bạn là công ty bảo hiểm, bởi vì bạn biết lý do tại sao mà. Vậy nên, giữ cho tâm trí bạn thân thiện với sự sống chắc chắn là việc của bạn. Tâm trí bạn nên thân thiện với sự sống này, đúng vậy không? Nó nên làm việc cho sự sống này. Rốt cuộc thì tâm trí bạn là người làm việc cho bạn, đúng hay không? Tại sao bạn lại biến nó thành kẻ thù của mình? Nếu bạn không biết cách quản lý người làm cho bạn, họ sẽ biến thành kẻ thù của bạn. Đừng có bất kỳ một sự hiểu lầm nào về điều này. Đừng có bất kỳ một nghi ngờ nào về việc này. Nó sẽ xảy ra. Nếu bạn không quản lý những đứa con của mình một cách đúng đắn, chúng sẽ biến thành kẻ thù của bạn. Bạn có thể nghi ngờ, không, không phải con trai tôi, thằng nhỏ sẽ không làm thế đâu. Đừng nghi ngờ gì hết, thằng nhỏ sẽ làm điều đó. Nếu bạn không quản lý con bạn một cách đúng đắn, nó sẽ biến thành kẻ thù của bạn. Đó là cách mà cuộc sống vận hành. Giờ thì tại sao tâm trí của bạn, một thứ mạnh mẽ như vậy, đẹp đẽ, kỳ diệu, lại biến thành kẻ thù của bạn? Đây là cái mà chúng ta cần phải xem xét. Liệu bạn có đang bị bệnh hay đang trên đường dẫn đến bệnh tật không? Trường hợp nào đi chăng nữa thì đã đến lúc bạn cần nhìn vào nó, không phải vậy sao? Bạn không nên lãng phí thời gian bởi vì suy nghĩ để rồi bị bệnh, rồi suy nghĩ để xua tan bệnh tật, nó không hay chút nào, nó sẽ lấy đi sự sống. Một khi bạn mắc bệnh, nó trở thành một sự ràng buộc toàn thời gian. Bạn sẽ không có sự xa xỉ để ngồi và nghe những bài diễn thuyết về tâm linh như thế này. Nó sẽ lấy đi mọi thứ của bạn. Bạn sẽ ngồi xếp hàng trong bệnh viện. Nó không vui vẻ gì cả. Nó không vui vẻ gì. Trước khi rơi vào trạng thái đó, bạn không biết được nó tệ như thế nào đâu. Tôi muốn bạn, mọi người, dù là bạn khỏe mạnh như thế nào, mỗi tháng một lần, hãy đi một vòng đến bệnh viện lớn trong thành phố của bạn. Bạn phải đi, thật đấy. Bạn phải đi và xem, không phải vì một thú vui biến thái nào đó, mà bạn phải nhìn thấy những gì có thể xảy ra với con người. Chỉ là những lỗi nhỏ, vậy thôi, họ không thực hiện tội ác gì khủng khiếp cả. Họ chỉ mỗi ngày tạo một ít axit trong dạ dày. Hãy xem điều đó đã đưa họ tới đâu.